Bà chào tất cả các cháu. Tối hôm nay bà sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện cổ tích rất hay và mang nhiều ý nghĩa. Chuyện kể về cậu bé Tích Chu, cha mẹ mất sớm, phải sống cùng bà. Cuộc sống hai bà cháu vô cùng vất vả, ấy thế mà cậu bé lại mải chơi không chịu phụ giúp bà. Liệu cậu bé có tỉnh ngộ hay không? Các cháu cùng lắng nghe và tìm hiểu ý nghĩa của chuyện cổ tích cậu bé Tích Chu nhé. Ngày xưa, tại một vùng đất xa xôi của ngôi làng nọ có một cậu bé tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm, Tích Chu ở với bà. Hàng ngày bà phải làm việc quần quật kiếm tiền nuôi Tích Chu, có thức gì ngon bà cũng dành cho Tích Chu. Ban đêm, khi Tích Chu ngủ thì bà thức quạt, thấy bà thương Tích Chu, có người bảo: "Bà ơi, lòng bà thương Tích Chu cao hơn trời, rộng hơn biển. Lớn lên, Tích Chu sẽ không khi nào quên ơn bà." Thế nhưng lớn lên, Tích Chu lại chẳng thương bà. Bà thì suốt ngày làm việc vất vả, còn Tích Chu suốt ngày rong chơi. Vì làm việc vất vả, ăn uống lại kham khổ nên bà bị ốm. Bà lên cơn sốt nhưng chẳng ai trông nom. Tích Chu mãi rong chơi với bạn bè, chẳng nghĩ gì đến bà đang ốm. Một buổi trưa, trời nóng nực, cơn sốt lên cao, bà khát nước quá liền gọi: Tích Chu ơi cho bà ngụm nước, bà khát khô cổ rồi. Tích Chu ơi." Bà gọi một lần, hai lần, rồi ba lần nhưng vẫn không thấy Tích Chu đáp lại. Mãi sau Tích Chu thấy đói mới chạy về nhà kiếm cái ăn. Tích Chu ngạc nhiên hết sức thấy bà biến thành chim và vỗ cánh bay lên trời. Tích Chu hoảng quá kêu lên: "Bà ơi, bà đi đâu? Bà ở lại với cháu, cháu sẽ mang nước cho bà ơi." Cúc cu cu, chậm mất rồi cháu ạ. Bà khát quá không thể chịu nổi phải hóa thành chim để bay đi kiếm nước. Bà đi đây, bà không về nữa đâu." Nói rồi chim vỗ cánh bay đi. Tích Chu hoảng quá chạy theo bà, cứ nhằm theo hướng chim bay mà chạy. Cuối cùng Tích Chu gặp chim đang uống nước ở một dòng suối mát. Tích Chu gọi: "Bà ơi, bà trở về với cháu đi. Cháu sẽ đi lấy nước cho bà, cháu sẽ giúp đỡ bà, cháu sẽ không làm bà buồn nữa." Cúc cu cu, muộn quá rồi cháu ơi, bà không trở lại được nữa đâu." Nghe chim nói, Tích Chu òa khóc, Tích Chu thương bà và hối hận. Giữa lúc đó, có một bà tiên hiện ra, bà bảo Tích Chu: "Nếu cháu muốn bà trở lại thành người thì cháu phải đi lấy nước suối tiên cho bà cháu uống. Đường lên suối tiên xa lắm, cháu có đi được không?" Nghe bà tiên nói, Tích Chu mừng rỡ vô cùng, vội vàng hỏi đường đến suối tiên, rồi chẳng một phút chần chừ, Tích Chu hăng hái đi ngay. Trải qua nhiều ngày đêm lặn lội trên đường, vượt qua rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng Tích Chu đã lấy được nước suối mang về cho bà uống. Được uống nước suối tiên, bà Tích Chu trở lại thành người và về ở với Tích Chu. Từ đấy, Tích Chu hết lòng vâng lời, yêu thương và chăm sóc bà. Câu chuyện bà kể ngày hôm nay đến đây là hết rồi các cháu, hy vọng các cháu sẽ thích nó. Chuyện cổ tích cậu bé Tích Chu nhắc nhở chúng ta phải biết quan tâm, yêu thương mọi người xung quanh, đặc biệt là những người trong gia đình. Chuyện còn cho chúng ta thấy được sức mạnh của tình cảm gia đình, giống như cậu bé Tích Chu đã cố gắng vượt qua biết bao khó khăn lấy nước cho bà, để bà trở lại thành người. Các cháu nhớ bấm chuông đăng ký, like và chia sẻ cho các bạn cùng nghe nhé. Bà chào tất cả các cháu, bà chúc tất cả các cháu ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp.
Gió hạt kia mệt mỏi, bà yêu cháu.